Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày lần trước, trong thời giáo hội khai sinh đã có nhiều loại văn bản Do Thái Kitô khác nhau như Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ liên quan tới Đức Maria. Chúng được biên soạn theo nhiều văn thể như Mithras, thuật truyện kiểu huyền thoại, biểu tượng và điếu văn. Tất cả đều dựa trên một nhân tố lịch sử, cả khi nó có được thêu thùa hay thần học hóa đi nữa. Trong số các loại văn bản Mithrasim, có văn bản Mithras Matthew, tức hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Matthew. Văn bản liên quan tới Đức Maria này là văn bản chính truyền, bắt nguồn từ vùng Judea trong gia đình David của Thánh Giuse, và có trung tâm địa lý là Bethlehem, thành vua David. Nó có mục đích rõ ràng chứng minh cho thấy nguồn gốc pháp lý của Đấng Cứu Thế xuất thân từ nhà David và bênh vực sự thụ thai đồng trinh nơi cung lòng Đức Maria. Thánh gia có nhà ở Bethlehem, từ đó phải trốn sang Ai Cập rồi về Nazareth vì bị vua Herode và Archelao bách hại do ghen tương với vương quyền mà họ đã chiếm đoạt. Truyền thống này của phúc âm Thánh Matthew được lấy lại với các thêm thắt cắt bỏ trong chú giải Mithras của tác phẩm Sự Lên Trời của Ngôn Sứ Isaiah, thuộc tiền bán thế kỷ thứ hai. Tác phẩm Mithras này muốn chứng minh sự đồng trinh của Đức Maria trước và sau khi sinh con. Dựa trên truyền thống này, giáo phụ Ignacio khẳng định rằng sự đồng trinh của Đức Maria và sự sinh nở là các mầu nhiệm của thinh lặng, mặc dù đáng lý ra chúng phải là các mầu nhiệm cần được lớn tiếng loan báo. Giáo phụ Justino thì nói rằng Đức Maria thuộc nhà David, còn các giáo phụ Tertulliano, Giovanni Crisostomo và Cirillo thành Alexandria thì nói rằng Đức Maria sinh ra tại Bethlehem. Nghĩa là các vị cho rằng Đức Maria cũng thuộc dòng tộc David, chứ không phải chỉ có một mình Thánh Giuse là thuộc nhà David mà thôi. Mithras Thánh Luca, tức các chương 1-2 phúc âm Thánh Luca, bắt nguồn từ nhóm các người nghèo của Gia-vê giữa bà con thân thuộc của Đức Maria, chắc hẳn tại Nazareth, có sắc thái chống nhà David. Nó muốn chứng minh rằng Đức Maria như là Sion Thánh và như là hòm bia Chúa, là đấng tràn đầy ơn phước và được phủ bóng bởi quyền năng của Đấng Tối Cao. Vì thế, Đấng sinh ra từ mẹ là Thánh và là con Thiên Chúa, theo lời tiên tri của ngôn sứ Nathan. Được thừa nhận như là mẹ của Chúa không phải do các người thuộc dòng tộc David không xứng đáng có được hòm bia của Gia-vê Thiên Chúa, nhưng do các bà con của Chúa thuộc chi tộc Lê-vi là bà Elizabeth và Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Maria cất lên lời chúc tụng ngợi khen Magnificat để cám tạ Thiên Chúa là đấng nâng cao các người nghèo của Gia-vê và hạ nhục các vua chúa bằng cách lật họ khỏi ngai cao, như đã làm đối với các người kế vị vua David. Trở về Nazareth, Đức Maria lấy ông Giuse, cuộc hôn nhân khiến ông trở thành cha nuôi Đức Giêsu. Đức Maria đến thành Bethlehem vì bị bắt buộc bởi lệnh kiểm kê dân số dưới thời tổng trấn Quirino và sinh con trai đầu lòng tại đó, là của riêng của Thiên Chúa, nhưng trong một hang cho thú vật, vì không có chỗ cho Đức Maria trong các nhà trọ. Bởi vì như Thánh Gioan giải thích, Đức Giêsu ngôi lời con Thiên Chúa đã đến nhà người, nhưng gia nhân không tin, đã không tiếp nhận người. Trái lại, đã tiếp nhận người là các mục đồng đạo đức, cụ già Simeon và bà Anna, vì họ đã khám phá ra nơi người ơn cứu độ của mọi dân tộc và của những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, nhưng cũng khám phá ra người là cớ gây vấp phạm và là sự hủy diệt của nhiều người Do Thái. Và đó là lý do làm thành lưỡi gươm đâm thâu tâm lòng Đức Maria. Để chu toàn sứ mệnh đó, khi lên 12 tuổi, Đức Giêsu hoàn toàn thánh hiến mình cho công trình do Thiên Chúa Cha trao phó cho người, bằng cách bẻ gãy liên hệ nhân loại với gia đình trần gian. Như thế, làm sao có thể nói rằng Đấng Cứu Thế là con vua David, khi vua David gọi người là chúa của mình, và ông Giuse chỉ là cha nuôi?
Truyền thống này của Thánh Luca đã được Giáo hội Hy Lạp và Latin chấp nhận. Vì thế, không thiếu các tác giả nói rằng Đức Maria là người Nazareth. Tài liệu thứ ba là tiền phúc âm Thánh Giacobbe thuộc trường phái Tư Tế. Truyền thống này nảy sinh vào thế kỷ thứ hai nhằm mục đích biện minh cho mối dây họ hàng của Đức Maria với gia đình Tư Tế Zacharia. Chắc chắn nó được lưu hành giữa các Tư Tế theo Kitô giáo. Theo đó, cha mẹ Đức Giêsu tuy thuộc dòng tộc David nhưng được kể vào số các Tư Tế, và Đức Maria được sinh ra trong nhà song thân tọa lạc gần hồ Probatica trong thành Jerusalem. Suốt thời thơ ấu, Maria sống với các trinh nữ trong đền thờ do các Tư Tế trông coi, và khi đến tuổi dậy thì được giao cho cụ già Giuse giữ gìn. Vì phải về Bethlehem để khai sổ bộ kiểm kê dân số, khi đi ngang qua ranh giới của chi tộc Benjamin và Juda cách Jerusalem 5 dặm gần mộ bà Rachel, thì Đức Maria cho con chào đời trong một cái hang tối tăm dưới lòng đất. Đức Giêsu sinh ra bởi sự tích tụ của ánh sáng, nên biến cái hang tối tăm trở thành rất rạng ngời. Việc sinh hạ xảy ra mà không làm hư hại sự đồng trinh của mẹ là Đấng đã thụ thai đồng trinh, sinh con đồng trinh và sống đồng trinh. Tài liệu thứ bốn là giáo lý của Thánh Gioan. Nó bắt nguồn từ Ê-phê-sô vào các năm 90 đến 100, chung quanh con người của Thánh Sử, là người đã được Chúa Giêsu trao phó cho nhiệm vụ săn sóc mẹ Maria khi đứng dưới chân thập giá Chúa. Theo truyền thống Tây Phương của văn bản phúc âm Thánh Gioan, người đã sinh con không bởi thịt xác và máu huyết của con người trần gian, nhưng là từ Thiên Chúa. Mẹ cũng là người trong tiệc cưới tại làng Cana đã trở thành trung gian ơn thánh cho đôi tân hôn đang cần được giúp đỡ. Cấu trúc của phúc âm cho thấy phép lạ hóa nước thành rượu không chỉ là một câu chuyện phép lạ đơn sơ, nhưng như là một dấu chỉ huy toàn một phần thống nhất bắt đầu từ chương 2 câu 1 đến chương 4 câu 54. Nó muốn chứng minh lòng tin tinh tuyển đích thật, trong đó lòng tin của Đức Maria là mẫu gương, trái nghịch với lòng tin giả tạo là lòng tin của các giới chức đền thờ Jerusalem và của hội đường Do Thái. Lòng tin đó của Đức Maria đặc biệt được tỏ lộ dưới chân thập giá, nơi Đức Maria nhận sứ mệnh là mẹ sầu bi, bị đâm thâu bởi lưỡi gươm mà cụ già Simeon đã tiên báo. Sứ mệnh này được miêu tả trong tác phẩm Các Hành Động của Pilato, cũng còn gọi là Phúc Âm của Nicodemo thuộc cuối thế kỷ thứ nhất hay đầu thế kỷ thứ hai. Theo Phúc Âm của Gamaliele, chỉ có sự phục sinh mới trao ban ý nghĩa đích thực cho sự đau đớn của Đức Maria, không dựa trên chức làm mẹ tự nhiên mà dựa trên sự chia sẻ của mẹ vào công trình cứu chuộc của con. Sau cùng, từ năm 135 trở đi, Hoàng đế Adriano mới tìm cách thay thế gương mặt của Đức Mẹ sầu bi và của Chúa Kitô phục sinh với tiếng khóc của nữ thần Venere và sự trở lại của thần Tammuz từ Sheol, tức âm phủ. Bởi vì các tín hữu Do Thái Kitô tiếp tục lui tới vùng Golgotha và cử hành các lễ nghi tuy đối nghịch nhưng giống lễ nghi của dân ngoại xuống âm phủ và lên trở lại, và định vị trí của chúng ở trong hang các kho tàng ở dưới chân đồi Canve. Tại đây, giữa các năm 130 đến 150, phúc âm Thánh Phêrô quy tụ các nhóm người khác nhau, người Do Thái và các thẩm phán gian ác, quan Phi-la-tô, quan bách quản và người ngoại giáo, các người đã hoán cải và các bạn hữu của Đức Giêsu, để cho họ thổ lộ con tim bên cạnh thập giá. Vào cùng thời đó, dựa trên văn bản ngôn sứ Zacharia chương 12 câu 10 đến câu 14, giáo phụ Justino nói tới hai lần đến của Đấng Cứu Thế: lần đến khiêm hạ được người ngoại giáo chấp nhận và lần đến vinh quang, trong đó các kẻ đóng đinh Chúa sẽ khóc lóc hoán cải. Cùng đề tài này sẽ được lấy lại bởi các giáo phụ Melitone thành Sardi, Irenio và Tertulliano. Vì ảnh hưởng nền giáo dục theo triết thuyết của Platone, nên vào giữa thế kỷ thứ ba, giáo phụ Origene sẽ làm rối loạn sâu xa lược đồ Do Thái Kitô nói trên,
bằng cách trình bày đồi Can Vê không còn là nơi phân biệt giữa người tin và không tin, mà là đá vấp ngã, và lưỡi gươm của Đức Maria không như sự khổ đau cứu rỗi của mẹ, nhưng như là sự nghi ngờ của mẹ đối với sự sống lại của thân xác, bị triết gia Platone coi như là xấu xa vì là vật chất. Các giáo phụ Ephrem, Basilio, Teodotto, Anfilochio, Paulino thành Nola, Cirillo thành Alexandria, Pseudo Chrysostomo và Philoxeno thành Marburg sẽ theo kiểu chú giải này của giáo phụ Origine. Ngược với các giáo phụ tên tuổi kể trên, lược đổ do Thái Kitô vẫn được duy trì và bảo vệ bởi các giáo phụ sáng tác các bài thơ và thánh thi. Theo đó, như là con gái Sion, Đức Maria chấp nhận lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ trên núi Can Vê trong nhiệm vụ đồng cứu chuộc cùng với Chúa cứu thế. Trào lưu thần học và thánh mẫu học này dựa trên các văn bản Ezekiel chương 14 câu 17, Zacharia chương 12 câu 8 tới 14 nói tới một lưỡi gươm tập thể được biến thành cá nhân bởi tác phẩm mạo thư Sấm ngôn Sibillino 3:316. Lược đồ này được truyền lại bởi giáo phụ Gregorio Nacianceno trong bài thơ Đức Kitô khổ đau, bởi giáo phụ Romano il Melode trong thánh thi 35 tựa đề Tiếng than của mẹ Thiên Chúa, bởi phụng vụ Byzantine trong nhiều bài ca về thập giá Chúa thuộc thế kỷ thứ 6, bởi giáo phụ Simeone Metafraste Logoretta trong lời cầu trên tiếng than van của Đức Maria thuộc thế kỷ thứ 10.